Tí ơi, Tí vô nhà sẽ không gõ cửa. Ủa nhà có cửa hả? Có cái chuông đó, ra ngoài bấm đi. Chờ xíu. Tinh toàn, cửa không khóa mà đi bấm chuông bộ khùng ha. Mình làm thế đó mà nó chửi mình khùng ta. Ê, mày bây giờ nói chuyện được chưa? Ê, nay mày bị cái gì vậy? Ngồi lên. Mày ngồi lên đây thôi hả? Thái hả? Tao này chứ ai. Buồn quá. Đừng có buồn nữa. Tao biết mày buồn chuyện con Linh mà. Vừa buồn vừa nực nữa. Mày cởi áo này ra đi, mày mát liền à. Không. Nhìn mặc cái áo này vô mới tây hóa được. Tào lao không. Nhìn tôi tây không? Mày tây Ninh với tây gì? Ông nhìn kỹ tôi coi. Tao đang nhìn kỹ mày lắm đó. Tôi coi cái nào gọi là xấu đâu. Chính xác. Nếu mà nhìn thẳng tôi á, giống y chang như diễn viên Hồng Kông. Nhìn nghiêng nghiêng á thì giống diễn viên Hàn Quốc. Tóc tai thì như Công Phượng. Nhìn xéo xéo thì giống như là Lai Pháp. Nhìn từ dưới ngược lên á thì mày Lai Phóng là... Mày Lai Phóng. Đúng rồi. Ừ. Ông đang chửi rồi hả? Dạ. Nói cho nghe nè. Thôi, cái chuyện mà của chú với lại Linh là tôi biết lâu rồi. Nhưng mà vậy nè, cái gì cái cũng đừng có để thân mình tàn tạ như vậy. Lỡ con gái người ta nhìn vô người ta đánh giá mình thì sao? Nhưng tôi á, tôi phải tìm ra cách. Tôi không biết cách gì hết trơn á. Tôi dùng hết cách rồi. Thật sự ra con gái rất là đơn giản. Chỉ cần mình chú ý, mình hiểu chút xíu là được. Rất nhiều cách để mà mình tiến gần lại Linh. Ông có cách luôn. Có chứ sao không trời. Sao? Ông chỉ chỗ tôi đi. Nếu như mà tôi chỉ cho chú thì phải Hơi kỳ lắm. Mới quen không có làm được cái chuyện này đâu. Nó nhột, nó chửi đó. Không phải, ý của tôi là gì nè. Hiểu rồi. Cảm ơn nha, hợp tác vui vẻ. Xem đi. Chuyện ngôn tình thế giới. Những câu nói khiến phụ nữ siêu lòng. Võ Tòng đã hổ ngoại truyện. Ê! Tây bay. Đây, cái này của tôi. Bay. Tôi thấy rồi, tôi thấy hấp dẫn. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Lộn, tôi lụm lộn thôi. Ừ, rồi coi tiếp đi. Sao mà ông đem về một đống cái chuyện mà ngôn tình phim gì đó nè. Phim Hàn Quốc không nè. Nè, tôi nói cho ông nghe. Thật sự ra con gái bây giờ nó rất là đơn giản. Giống như kiểu là thích xối ca, thích ngôn tình Hàn Quốc, đồ lãng mạn, ướt át đồ. Thì bây giờ mình phải học theo phong cách của người ta. Rồi rồi, mình coi phim Hàn Quốc xong rồi mai mốt mình nói chuyện tiếng Hàn Quốc không à? Không nói chuyện tiếng Việt. Cái đó là ông nói đó, chứ ai nói. Tào lao. Cái vấn đề ở đây là mình học theo cái phong cách, là học theo cái cách của người ta thôi, chứ đâu phải học cái tiếng của người ta. Con gái nó yêu bằng cái lỗ tai, bằng cái hành động, cử chỉ nhẹ nhàng. Ví dụ nắm tay vậy nè. Đó, bắt đầu chuyện tình cảm qua là nó qua thôi. Hiểu không? Ê! Ôi! Nói thôi! Định tả tới gớm à? Dạ! Nếu như mà ông đã tin tôi thì ông hãy giao cái đó cho tôi. Còn chuyện của ông làm thế như gì tôi nói là được. Nhớ đó, tôi coi ông là idol đó. Ừ. Tôi hứa với ông tôi sẽ hạ quyết tâm coi hết cái đống này. Quà tới. Tên 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 tên. Ừ.
đẹp chưa? Quá đẹp. Sao buồn vậy? Về. Ê, sao về? Ông nhìn đi, tôi bây giờ tôi ngồi lên mấy cái bồn bông này á là tôi y chang đó luôn á, là bồn bông bảy sắc cầu vồng luôn. Nè, đừng có nói như vậy. Thời trang 2019 đó. Thời trang 2019 hả? Chứ sao? Là phải mặc như vậy hả? Phải như vậy. Rồi cái này sao? Đơn giản thôi, Linh là người nước ngoài à. Thì đương nhiên người nước ngoài mình phải nhuộm tóc màu vàng giống người ta. Có bao giờ thấy người nước ngoài tóc đen không? Mày cái đó mà. Đội vô đi, trời ơi hà. Lỡ mà ai thấy chết hà. Mình không có thời gian để mà mình đi nhuộm tóc, cho nên mình phải làm như vậy. Hiểu chưa? Fashion, thời trang 2019. Tôi thấy không yên tâm sao á? Có gì đâu mà không yên tâm, mặc bộ đồ như vậy đẹp rồi. Tự tin lên chút xíu coi. Tự tin? Tự tin lên mấy nữa coi. Bây giờ tự tin rồi Linh có đi qua không? Có, chắc chắn. Tôi điều tra hết rồi. Ngày nào Linh cũng đi qua đây hết, yên tâm. Nhưng mà nãy giờ tôi không thấy Linh đi qua, mà thấy bảo vệ đi ngang qua nhìn tôi hoài à. Nhìn chú hả? Ờ. Nhìn chứ có bắt đâu sợ. Khi nào bắt mới sợ. Đứng đây đi, tin tôi đi. Đừng rời xa tôi nghe chưa? Biết rồi. Nhớ nghe chưa? Cố lên. Ừ. Sao Linh nay không chịu đi làm đường này trời? Hay là giờ không đi đường bộ nữa, chuyển qua đường thủy đi rồi. Biết chừng nào mới tới. Anh có mệt không? Ừ, để ngủ. Em hả? Ủa tại sao bây giờ em mới đi làm vậy? Em đang làm cà tối. Tại sao làm cà tối chịu nói rồi đợi đi sáng rồi vậy? Thôi gặp em mà được rồi. Em dạ. Thấy em. Anh đang đi gặp ai hả? Thì anh muốn gặp em mà. Gặp em hả? Em thấy không? Hôm nay anh mặc đồ đẹp không? Dạ anh, đẹp trai mà. Thì tóc đẹp không? Đẹp không? Tóc của anh nè, anh kép hả? Giống em. Wow, giỏi hả? Không biết là anh phải nói với em gì nữa. Anh quên mất tiêu luôn. Anh nhớ rồi. Em có điện thoại kìa. Dạ em có. Tại sao anh muốn điện thoại của em hả? Không có, em lấy điện thoại đang nghe đi. Có người gọi đó. Cứ okay. Người gọi đó. Hả? Ok. Từ từ sẽ có người gọi. Chưa gọi hả? Chưa gọi hả? Ngồi đi, ngồi. Ngồi. Hả? Anh nói với ai hả? Không có, nói không phải. Anh nói phong long vậy mà. Không có gì hết. Ok. Anh có. Đó, em nghe đi. Em nghe điện thoại đi. Nghe đi. Số lạ dạ, cái này là số lạ à? Trước lạ sao quen. Em nghe đi. Em không muốn nói chuyện à. Thôi bà nghe giùm anh cái đi. Không nghe làm sao mà anh vô được cái thế. Ok, em lại cho anh nha. Vô đó. Thế rồi. Hello. Ai vậy ta? Ai cái chiêu này mới vậy ta? Không ai bằng trước với mình vậy. Anh ơi, tiền toán của em à? Tiền toán của em à? Không phải đâu, nhìn là giống bị cướp vậy thôi. Nhưng mà thật sự là bên nhưng mà từ câu hỏi phải không? Có đồng tiền mà nó không có không? Cái gì? Không phải trong tim mình, không có. Không, thật này không phải trong nghe tâm lý á, là mà đã nghe điện thoại vậy mà bị giật qua bị cướp á, là mình phải dí nó mà cho bằng được, dí nó cướp à.